mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kiếm báu của Kim Cương Vương chặt đứt vọng tưởng. Vọng tưởng chính là tảng đá làm vững chân người tu trên đường khai ngộ. Tham ngẫm câu niệm Phật là ai, tức là dùng kiếm báu của Kim Cương Vương chặt đứt hết mọi vọng tưởng. Khi Đức Phật Thích Ca vừa chứng được quả chánh giác dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài liền nói, là thầy, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng và trí huệ của Như Lai, nhưng vì có vọng tưởng và chấp trước nên chúng sanh không thể chứng đắc được. Như vậy, Đức Phật đã nói với chúng ta một cách rõ ràng về lý do gì chúng ta chưa thành Phật, chỉ vì chúng ta còn vọng tưởng và chấp trước. Vậy làm thế nào để phá bỏ vọng tưởng và chấp trước? Chính là dùng chữ ai. Tựa như ta dùng mũi khoan chữ ai đục cho xuyên thủng cái nghi vấn ai là người niệm Phật. Đục cho đến khi sự thật được thắp sáng lên, chính là lúc nước rút đá hiện. Đó là ta đã thành công. Tham thiền tức là tham ngẫm câu niệm Phật là ai. Trong mọi thời hãy liên tục nhìn vào và nghiên cứu vấn đề này trong biển tâm thức của ta. Lâu ngày tự nhiên sẽ có tin vui, nên có câu cú tọa hữu thiền cú trú hữu duyên. Nghĩa là tĩnh tọa trong một thời gian lâu dài, tự nhiên quý vị sẽ có thiền. Trú ngụ lâu ngày ở một nơi nào, tự nhiên quý vị sẽ có duyên qua lại với láng giềng. Ta cùng với mọi người dung hòa tình cảm, nên tất cả đều sống với nhau trong hòa bình. Khi công phu tham thiền của quý vị đi đến một mức độ chín mùi, thì không những vọng tưởng của quý vị tiêu tan, mà tính khí cũng trở nên dịu hòa, bớt phiền não, nhân phẩm cao thượng. Khí độ cũng rộng lớn, lúc đó trí huệ được hiển bày. Quý vị biết rõ phải trái, phân biệt được thiện ác. Quý vị thanh lọc sạch tham sân si, chỉ còn thuần lại ánh sáng của giới định huệ, chiếu rọi và soi thấu năm uẩn điều không. Ha ha ha,